phu. Để thực hiện đủ các động tác đồng bộ khi rồng uốn lượn, phóng tới hay đảo lại thì ít nhất cũng phải có chục người, nhiều cũng độ 20, thậm chí là 30 người, cùng điều khiển con rồng phô diễn thần oai. Trong các màn múa này, những võ sĩ có kỹ năng nhất thường đứng ở khúc đầu, khúc giữa và khúc đuôi để điều khiển cả con rồng múa cho thật nhuần nhuyễn, thật mềm mại. Múa lân còn là một nét văn hóa riêng của người Việt, được dung nạp từ sự chắt lọc các nét tinh hoa từ các nước châu Á, kết hợp với nghệ thuật võ cổ truyền, múa dân gian, múa dân tộc, đi kèm với các bài pháp, quyền, biểu diễn nội công trong thập bát văn võ nghệ, nhằm lưu giữ và giới thiệu nghệ thuật biểu diễn cho khách nước ngoài khi đến tham quan và du lịch. Múa sư thì chỉ có một người cầm đầu sư là biểu diễn chính, còn người cầm đuôi phía sau chỉ là phụ họa. Nhưng trong múa lân thì cả hai người phải kết hợp với nhau ăn ý và hòa hợp để người xem thấy con lân thật sống động với nhiều động tác như cúi đầu chào, vờn, tả xung hữu đột, thậm chí nằm lăn ra đùa giỡn. Võ sư Hoàng Thanh Phong thì vừa nhắc đến cái sự may mắn thịnh vượng. Theo như tôi được biết thì ở Việt Nam khi xem múa rồng thì ai ai cũng nghĩ rằng là một năm đó chúng ta sẽ gặp được nhiều may mắn và nhiều điều tốt lành. Vậy cái quan niệm mà đó mang tâm linh của người Việt được duy trì như thế nào? Mình là của cái người phương Đông cho nên là lúc nào cũng luôn cái cảm giác của tôi là luôn luôn hướng thiện. Thì khi mà mình xem một cái đấy thì lúc đầu tôi cũng nói với người là mình sẽ cảm nhận được cái may mắn ra đến với mình, và cũng như anh Phong nói là sẽ đuổi đi được những cái đen đủi nào mình đang có, đúng không? Và mình sẽ rất là mong muốn một cái thật tốt đẹp đến cho chúc phúc cho mọi người, rồi cho mọi nhà và muôn người. Thế thì thực sự ra mà khi mình đã cảm nhận cái nó thì nó luôn luôn nó sống ở trong mình, cố liệu thực luôn luôn nó sống trong mình, và nó đã sống ở trong mình rồi thì mình rất sống cùng cái điều đấy ngay. Ví dụ như bây giờ đang phát triển rất mạnh thì cái thưởng thức nghệ thuật có thể nó cao hơn và sẽ phải xem nó đẹp hơn, và con rồng sẽ còn phải lộng lẫy hơn, con lân sẽ phải đẹp hơn nữa. Có thể là ngày xưa các cụ khi thì dùng một cái gì, một cái rất là đơn sơ sơ sài để tạo ra được một con rồng, được một không khí đấy. Nhưng bây giờ chúng ta đã sống trong một cái, có thể một cái giai đoạn khác, thì con rồng của mình nó sẽ phải đẹp hơn và con lân mình sẽ phải đẹp hơn. Thì cái lúc đấy mình đã chuyển sang cái cảm nhận về nghệ thuật của con rồng và con lân. Thế còn tâm linh thì tôi nghĩ là chắc nó không bao giờ mất được. Tôi nghĩ nó mãi mãi không bao giờ mất. Anh Chí thì cũng đã từng tham gia vào cái hoạt động của cái nghệ thuật múa lân múa rồng này rồi. Và như cái điều anh vừa chia sẻ thì tôi có một cái cảm giác rằng là chúng ta đang được nâng lên về cái trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật, mà đặc biệt là trong nghệ thuật múa rồng. Vậy thì cái trình thức biểu diễn của cái nghệ thuật múa này cổ cho tới ngày hôm nay thì nó có khác gì không ạ? Tôi thì tôi nghĩ là nó khác rất nhiều ấy. Bởi vì là tôi thì cũng đã, thực chất là tôi đi tập huấn rất nhiều đội rồng ở các vùng, ví dụ như vùng Thanh Trì, rồi là các vùng ví dụ phía Bắc ở từ Quảng Bình trở ra. Thì khi tôi đến tập huấn các đội rồng ở các xã hoặc là các cái khu vực mà người ta mời tôi đến ấy, thì tôi bảo với mọi người là này, bây giờ từ trước đến giờ các anh có gì các anh cứ múa đi. Và sau khi họ múa xong thì tôi sẽ biên tập lại và biên đạo lại cho họ. Thế thì bây giờ mình chỉ lấy một cái dẫn chứng ý thôi, thì mình đã thấy là trước đây thì cũng sẽ có rất nhiều người làm như tôi, đúng không ạ? Nhưng người ấy không phải là đi từ gọi là nơi này sang nơi kia và chỉ làm một cái việc ý, nhưng dứt khoát là ở các cái vùng ý và các cái gọi là nơi đều có những cái người và người ta có thể tự biên tập được cho cái top của người ta hoặc là cho cái vùng, cái đội của khu vực. Và thực chất múa rồng thì nó có cơ bản nhất là tạo hình và chuyển động. Thì tạo hình thì trước giờ, từ trước đến nay cũng vẫn có tạo hình và vẫn có chuyển động. Thì trên cơ sở ý, những cái người làm về cái việc biên tập lại hoặc là làm sao để cho nó hay lên ấy, thì cũng chỉ dựa được trên hai cái quy luật ý thôi, chứ không thoát ra ngoài quy luật luật ý được. Cái vốn cổ dân gian là cái vốn được mọi người bồi đắp, nó không phải của riêng ai cả,
nhưng ai cũng tham gia, ai cũng được tham gia để gọi là bồi đắp cho cái vốn dân gian ấy. Thì tôi nghĩ là nó gọi là hàng ngày hàng giờ cũng tiến hóa cùng văn hóa dân gian. Qua cái đợt 1000 năm Thăng Long thì tôi thấy là rất nhiều đội lân rồng ở Hà Nội mà từ trước giờ có khi còn chưa biết đến tên thì bây giờ đã nổi tên lên rất nhiều và đã có rất nhiều bài múa ở ngay ngoài đường hoặc phố hoặc là ở những cái điểm vui chơi công cộng, giải trí, rồi những cái điểm lễ hội là người ta có những cái bài múa mà nhiều khi tôi là biên đạo múa mà tôi còn thấy là không ngờ là họ làm những cái bài rất hay như thế. Thưa võ sư Hoàng Thanh Phong, có thể thấy rằng là trong các bài biểu diễn của các anh thì cái động tác võ thuật nó hỗ trợ rất là nhiều trong cái tiết mục biểu diễn. Vậy thì làm sao để có thể là phối hợp hài hòa giữa những cái động tác của võ thuật và sự mềm dẻo uyển chuyển của con lân, con sư, con rồng? Nhiều khi thì cũng có thể cũng có những cái sự cố này xảy ra, nhưng mà trên hết nó vẫn là một cái bài biểu diễn và cũng như là cái động tác cảm giác có một sự nhuần nhuyễn và mềm mại. Tất cả những phần biểu diễn mà nhất là đặc trưng là phần biểu diễn về lân, nó là thể hiện những cái về trong võ thuật là rõ nhất. Chúng tôi chẳng hạn như có những bài quyền như bài Mai Hoa Thung, tức là đánh trên cọc. Và đồng thời là có thể trèo lên lân, trèo lên cọc và cao khoảng 15 mét. Đấy là những trình độ là đi về cao. Và năm nay là năm rồng nhâm thìn thì chúng tôi tất cả những điều may mắn về sự phát triển của thịnh vượng, của sự bay cao, về sức mạnh, về uy quyền của con rồng, và hy vọng là tất cả những điều đó sẽ phát triển trong rất tốt đẹp. Vậy đã bao giờ từng xảy ra một cái tai nạn nhỏ nhỏ là chúng ta múa solo và trong cái quá trình múa đó nó xảy ra một cái sự cố ở đó không ạ? Sự cố thì cũng có nhiều. Tôi thì tôi thấy trực tiếp tôi đi làm thì tôi thấy rất nhiều sự cố. Nhưng có thể có những cái sự cố mà khán giả không biết. Cái sự cố của khán giả không biết là chính là những cái sự cố mà lân múa và múa theo trống thì là một kiểu múa, còn trống đệm theo lân múa thì lại một kiểu khác nữa. Thế nhưng mà khi tập ở bài ở nhà thì là trống đánh và lân múa theo trống. Nhưng mà đến khi ra múa thì nhiều khi là cái cậu ấy, hôm ấy cậu đáng trí chẳng hạn, cậu quên bài thì tự nhiên bọn tôi lại chúng tôi lại phải gọi là theo cậu ấy, gọi là bột phát là này này. Ví dụ là lúc ý thì trống bắt buộc lại phải theo lân. Nhưng mà nhiều khi như thế nó lại sẽ trở thành một cái thăng hoa nhất định. Có khi không theo bài bản nào nhưng nó lại thăng hoa. Cái sự cố thì chúng tôi cũng gặp như anh Thu nói cũng nhiều. Nhưng mà có những khúc sự cố nó liên quan đến vấn đề mà các em tập luyện. Khi tung lên để lân lên trên đầu, có những cái trượt phát cả ngã luôn, và đồng thời là nó xảy ra những chấn thương nhỏ. Cho nên là cái yếu tố mà nhất là dẫm trên thung, cái đấy là cái tức là trên cọc ấy, là phải hết sức lưu ý. Đấy là những cái mà nó liên quan đến vấn đề nghệ thuật cũng như là vấn đề về tai nạn trong biểu diễn lân rồng lân. Thế thì chúng tôi đấy là những cái mà làm sao lưu ý tập luyện, và quan điểm là chúng tôi gọi là văn luân võ luyện, lúc nào cũng múa tập luyện, chứ phải đến ngày hội chúng tôi ấy mà chúng tôi thường duy trì là thường xuyên. Đấy là cái quan trọng nhất. Mình thì ở bên là bên nhạc, coi như là cái nơi ầm ĩ nhất, coi như là quánh trống hoặc quánh phèn la. Thì cũng có một hôm thì mình được may mắn được vào múa một con lân. Nhưng phải nói coi với anh Phong ạ, mệt lắm. Còn nghề chính của mình thì là quánh trống và làm những cái âm thanh để phục vụ cho một con lân. Và sống động ở trong cái khi con lân múa mình sẽ phục vụ. Và cũng như anh Thu nói đấy, tức là cũng có thể tập luyện là con lân phải phục vụ theo trống và trống cũng phải phục vụ lân, đó là hai mảng khác nhau. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn cứ mang đến một cái mục đích, cũng là một cái bài múa thôi. Thế còn hôm đấy thì cũng có một bạn bị như anh Phong nói thì là nhảy lên xong bị ngã chặt, thì mình thôi đành phải vào ra mà múa. Thì thực sự ra là nếu ai đã từng cầm con lân thì cũng một điều hạnh phúc, nhưng mà khi múa nó thì tôi là người đứng ngoài và nhìn thấy các bạn múa rung rinh, cái đầu, cái mắt nó chớp chớp, cái miệng nó nhấp nháy, cái chân nó nhơ lên, gật xuống, rung rinh. Thì mình cố làm sao, nhưng mà hoàn toàn mình bị làm ngược. Thì cái đấy cũng là sự cố đối với tôi thôi. Thưa
xin được cảm ơn cả ba vị khách mời đã đến với chương trình của chúng tôi. Bởi những cái chia sẻ của các anh đã cho chúng tôi được thêm hiểu biết về cái bộ môn nghệ thuật này. Bởi vì trong cái quá trình mà tìm hiểu của mình, chúng tôi cũng chưa có cơ hội để được biết sâu hơn những cái thú vị và những cái hấp dẫn đằng sau cái môn nghệ thuật này. Thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện của chúng tôi với ba vị khách mời đã khiến cho chúng tôi cũng như là thậm chí là cả quý vị khán giả nữa, chúng ta lại càng thêm hiểu, thêm yêu và thêm tự hào về nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam. Và chương trình Câu chuyện văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.